Sáng ngày 22 tháng 3, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và tặng quà cho người đang được cách ly tập trung tại 333 Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, tại khu cách ly tập trung này hiện có 12 người. Toàn bộ số người này hiện sức khỏe ổn định, một số người được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với COVID-19. Tại đây, Thứ trưởng đã động viên người dân yên tâm hợp tác với cơ quan chức năng, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng cũng động viên thăm hỏi, tặng quà các y bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe cho người dân được cách ly. Đồng thời mong muốn các y bác sĩ cố gắng động viên giúp đỡ người dân yên tâm hoàn thành tốt việc cách ly. Em làm việc ở Hà Nội á, mà do Hà Nội là đang vùng dịch cho nên em về Đắk Lắk thì em cũng xin tự nguyện cách ly vào đây ạ. Trước hết là để đảm bảo cho bản thân em, gia đình và cộng đồng ạ. Em ở đây thì rất là an tâm bởi vì là các cô các chú ở đây rất là nhiệt tình. Buổi sáng thì bọn em cũng được ăn sáng và trưa chiều. Mỗi ngày thì bọn em sẽ được đo thân nhiệt 2 lần ạ. Bọn em thấy điều kiện ở đây rất là tốt ạ. Ở đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các anh bộ đội, các chú công an và Đảng và Nhà nước Việt Nam ạ. Em vào cách ly từ ngày 17, do là em về quê để cúng cho ba, xong ở quê có dịch nên là lên khai báo với nhà trường, sau đó thì được đi cách ly. Thì lúc mới đầu mới vô thì cũng hơi buồn xíu, nhưng mà giờ thì cũng không sao. Ở tại đây người ta chăm sóc mình cũng rất là tốt, thì ngày nào cũng được lên hỏi thăm, rồi một ngày thì đo thân nhiệt 2 lần. Chỗ ở thì thoáng mát, được đi xuống dưới tập thể dục nữa. Làm việc và nghe Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk báo cáo, thì tính đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 3, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, trên địa bàn đã cách ly, theo dõi 278 trường hợp đến từ vùng dịch, tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong đó đã hoàn thành thời gian cách ly 196 trường hợp, còn 82 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung và tại nhà. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phải làm trưởng Ban Chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tôi rất đồng tình, và cái này cũng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi Thủ tướng, rồi Chính phủ, Ban Chỉ đạo ra. Đó là chúng ta các cấp các ngành vào cuộc. Những người đây các đồng chí chỉ đạo cho là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị phải vào cuộc. Công an phải vào cuộc, đặc biệt là công an, cảnh sát khu vực và tổ dân phố. Đấy, phải đi từng ngõ gõ tận nhà. Đấy, và phải phát động phong trào nhân dân tự khai báo. Không được để sót một trường hợp nào. Tôi báo cáo với các đồng chí, chúng ta mà Thủ tướng bảo chống dịch chứ chống giặc. Rồi chống giặc là phải phát động toàn dân đánh giặc. Đấy, toàn dân đánh giặc. Thế mà chúng ta không làm là sót một trường hợp. Hôm nay tôi phải nói thật với các ông chí, sót một trường hợp ra cộng đồng cực kỳ nguy hiểm. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk tập trung làm tốt công tác ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh từ bên ngoài, từ cảng hàng không, bến xe đến các đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện đúng các quy định về cách ly những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh và cách ly tại nhà nơi cư trú. Và trung tâm kiểm soát bệnh tật không còn phù hợp với tình hình thực tế, các thông tin chính xác trên mạng xã hội.